Theo camera hành trình ghi lại, khoảng 7 giờ sáng, đoạn qua quốc lộ 3 Sóc Sơn, Hà Nội, một nam sinh đi xe máy điện liên tục đánh võng rồi bất ngờ ngã ra đường. Đúng lúc này, một xe khách đi theo hướng ngược lại, suýt cắn qua vị trí chỗ nam sinh này ngã. Rất may nam sinh vẫn đứng dậy sau cú ngã vô cùng nguy hiểm. Hành vi lạng lách đánh võng là vi phạm luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dễ gây tai nạn cho chính mình và những người xung quanh. Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định mức phạt cho hành vi đi xe máy lạng lách đánh võng là từ 6 đến 8 triệu đồng, tước bằng lái xe từ 2 đến 4 tháng. Người gây tai nạn cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc.